Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, một vụ việc cực kỳ hy hữu và may mắn đã xảy ra. Một cô bé 10 tuổi đã nằm 21 ngày bất động trong bệnh viện, tưởng rằng cô bé không qua khỏi. Bác sĩ đã khuyên gia đình cho bé về nhà để chuẩn bị hậu sự. Mọi việc đã đâu vào đấy, nhưng khi chuẩn bị rút ống thở để khâm niệm thì bỗng nhiên cô bé bất ngờ tỉnh dậy. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Năm 10 tuổi, một cô bé bất ngờ ngất xỉu. Sau 21 ngày hôn mê trong bệnh viện, bác sĩ thở dài. Người ta nói còn nước còn tát, nhưng cháu còn chút nước nào nữa mà tát. Chỉ có trời Phật mới cứu được, nên đưa về chuẩn bị hậu sự. Lương y Phan Văn Sang, sinh năm 1954, ngụ quận Bình Thạnh, là thành viên Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh, người chứng kiến toàn bộ hành trình tái sinh của cô bé, đã dẫn chúng tôi đến nhà để tìm hiểu câu chuyện. Đón khách với nụ cười tươi tắn, bé Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh, sinh năm 2000, ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng cháu ngồi trên đệm tiếp chuyện nhà cô. Anh Bùi Ngọc Châu, sinh năm 1968, nhìn con gái và cười âu yếm. Nhìn bên ngoài, cháu đã bình thường, thần kinh ổn định, nhưng thực chất sức khỏe chỉ mới phục hồi khoảng 80%. Việc đi lại còn gặp khó khăn do chân yếu, một bên tay khớp còn cứng. Tuy nhiên, để được như vậy, với anh Châu đã là một phép màu của trời Phật ban tặng. Vợ chồng anh Châu có 3 người con đều khỏe mạnh bình thường. Trước khi bị bệnh, Hạnh là cô bé học lớp 3, lanh lợi, khỏe mạnh, nặng gần 40kg. Nhưng chỉ 3 tuần sau khi nhập viện, chỉ còn 13kg. Đến khoảng 2-3 giờ, ngày 8 tháng 9 năm 2010, cả nhà đang quây quần xem vô tuyến, thì bé Hạnh bỗng lăn ra ngất xỉu. Mọi người cuống cuồng hô hấp chống nước, Hạnh vẫn không hồi tỉnh, liền trở lên bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán cháu bị viêm não Nhật Bản, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm với trẻ em. Bệnh có tỷ lệ tử vong vô cùng cao, ai may mắn thoát chết thì khó có khả năng hồi phục, đa phần là tàn phế. Lời giải thích của bác sĩ khiến cha mẹ bé ngã quỵ. Tình hình sức khỏe bé chuyển biến ngày càng xấu, được chuyển gấp lên bệnh viện Nhi Đồng tiếp tục theo dõi chữa trị. Bé hôn mê sâu rồi rơi vào trạng thái bất động. Sau 21 ngày sống thực vật, cơ thể của bé chỉ còn da bọc xương. Bác sĩ lắc đầu thông báo là bệnh cháu quá nặng, không thể cứu chữa. Vị trưởng khoa bất lực, người ta bảo còn nước còn tát, nhưng cháu còn chút nước nào đỡ đâu mà tát, chỉ có trời Phật may ra mới cứu được. Gia đình nên đưa cháu về lo hậu sự. Huyệt đã đào, hương án, hòm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ rút ống thở oxy ra để cháu sang thế giới khác. Vẫn hy vọng tỷ lệ 1/1000 con sẽ sống lại. Song nhìn con thoi thóp, thở trong đau đớn, tim tôi đau thắt như có hàng vạn mũi kim châm. Lại muốn chạy tới, rút ngay ống thở để giải thoát cho con. Vậy mà nhiều lần giơ tay lên, tôi lại không thể nào làm được, người cha nhớ lại. Hàng xóm chứng kiến cảnh người cha đau đớn, kêu khóc đến ngất xỉu. Mọi người chỉ biết câm lặng, không ai dám khuyên cha mẹ cháu phải mạnh mẽ lên để giải thoát con mình. Đúng lúc ấy thì Lương Y Sang xuất hiện. Ông Sang nhớ lại, đi làm về, nghe tin cháu Hạnh bị bệnh viện trả về, tôi tất tả chạy sang thăm. Lật bàn tay cháu lên kiểm tra thì thấy làn chỉ đang chạy gần hết đến lóng giữa, tức là khí quan, sắp lên đến lóng cuối, mệnh quan. Theo đông y, một khi làn chỉ chạy hết mệnh quan thì bệnh nhân sẽ chết. Cháu đang chết dần từng phút. Thấy Lương Y lắc đầu, người cha nghẹn ngào kể chuyện, bác sĩ cũng bất lực nói, chỉ có trời Phật mới cứu được, nếu không ai còn hy vọng gì nữa. Ông Sang bừng tỉnh, buột miệng hỏi, sao không mời ban hộ niệm ở chùa về, niệm Phật cầu an. Dù không phải là Phật tử, cũng chưa từng tin vào phép màu, nhưng anh Châu vẫn đồng ý ngay. Các tăng sư Phật tử lập tức dựng bàn thờ trợ niệm, bài tụng kinh sám hối và niệm Phật hồi hướng vang lên. Nhiều giờ trôi qua, đứa trẻ vẫn bất động. Hết hy vọng, chỉ còn một điều an ủi, đứa trẻ đưa ra đi trong không khí huyền ảo Phật pháp. Nén đau thương, người mẹ tiến lại bên giường, rút ống thở. Tiếng tụng kinh vẫn trầm bổng, ống thở buông lơi, mọi người có một phút nhắm mắt, lệ lan dài. Đứa bé khẽ cựa quậy, hé đôi mắt yếu ớt. Mọi người hiểu rằng đây là khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng của cuộc đời mỗi người, rồi sẽ chút hơi thở cuối cùng. Cha mẹ đứa bé ôm chặt đứa con và khóc òa, sự đau đớn càng bóp thắt trái tim những người chứng kiến. Nhưng có điều gì đó bất thường với bé gái hấp hối này. Đôi mắt bé không nhắm nữa mà đã mở ra ngơ ngác nhìn quanh. Bé đã hồi sinh thật sự. Thông tin truyền đi khắp xóm, trong khi tiếng tụng kinh thì vẫn trầm ấm vang lên. Lương Y Sang lao tới, châm cứu khai thông kinh mạch qua các đại huyệt Bách Hội, Ấn Đường, Tứ Thần Thông, Thông Lý, Hợp Cốc, v.v. Hàng trăm Phật tử, tăng sư ở khắp nơi tình nguyện đến thay nhau trợ niệm liên tục suốt mấy ngày đêm. Bà con lối xóm, bất kể là theo đạo Phật
hay không thì đều thành tâm chắp tay cầu nguyện. Một tuần sau, Mỹ Hạnh đã tỉnh táo hơn, cử động được tay chân, đã biết mỉm cười, đáp lại lời thăm hỏi của mọi người. Ngày 4 tháng 11 năm 2010, anh Châu quay lại bệnh viện xin hồ sơ bệnh án. Gặp anh, các bác sĩ đã nắm chặt tay chia buồn. Biết cháu tỉnh, các bác sĩ lắc đầu kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, chẳng ai có thể lý giải được nguyên nhân của phép màu. Hơn một tháng điều trị ở nơi mới, Mỹ Hạnh hồi phục, được chuyển về nhà điều trị, kết hợp giữa y học cổ truyền và Tây y. Hàng ngày, lưng y sang đều đặn sang châm cứu, khai thông huyệt đạo mạch. Gia đình giúp cháu vận động phục hồi những chức năng đã bị tê liệt do di chứng bệnh viêm não Nhật Bản để lại. Người cha chia sẻ, cứu được mạng sống của con, nhưng bác sĩ đã nói di chứng để lại của bệnh này là vô cùng nặng nề, phần lớn chịu tàn phế suốt đời. Thực tế anh tìm hiểu, những người mắc bệnh này nếu sống sót thì đều trở nên ngây dại, nằm liệt một chỗ. Vậy nhưng may mắn vẫn tiếp tục đến với bé Hạnh. Sau 4 năm điều trị theo phác đồ bệnh viện kết hợp đông y, vật lý trị liệu, cháu đã phục hồi được 80% sức khỏe. Bác sĩ cho biết, theo dõi tình hình tiến triển, dự đoán không lâu nữa, sức khỏe của bé sẽ phục hồi hoàn toàn. Điều này không chỉ gia đình tôi, hàng xóm, mà các bác sĩ chuyên khoa cũng vô cùng kinh ngạc, không thể lý giải được. Hay niềm tin, gửi qua những lời niệm Phật thành tâm đã thấu trời xanh nên cháu mới gặp may mắn, người cha nói. Từ khi con gái thoát chết, tâm tính người cha cũng thay đổi hướng thiện. Anh Châu chia sẻ, trước đây mình sống bất cần, tai tiếng, khu sở thùng với hỗn danh là Châu Điên Bảo Kê, đâm thuê chém mướn, gây vô vàn tai tiếng. Nhưng ngày con gái ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, những ngày hàng trăm người anh không quen biết hoặc anh đã từng gây hại cho họ, nhưng vẫn tình nguyện cầu nguyện giúp con gái anh gặp may mắn hồi sinh, anh đã thay đổi, cũng như hồi sinh thành người khác. Ngày con gái được chuyển về nhà điều trị chờ hồi phục, anh vào chùa Quy Y Tam Bảo, ăn chay, ngày đêm niệm Phật. Cuộc sống hoàn lương không ngờ lại vui vẻ, tự tại, an nhiên lạ thường. Hàng ngày, anh đi làm xe rác, chiều về thì chăm con và gia đình. Tối tối, cả nhà quây quần vui vẻ mà không phải lo rình rập đâm chém hay bị kẻ khác trả thù. Hạnh phúc không phải kiếm tìm đâu xa, người đàn ông qua nhiều biến cố cuộc đời mới cảm nhận được tình yêu thương của vợ và các con. Bé Mỹ Hạnh bỗng rụi đầu vào lòng cha nũng nịu. Bà thương con nhất, con cũng thương ba Châu nhất nhà. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt người cha long lanh và sáng ngời hạnh phúc. Câu chuyện của anh Trần Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, làm nghề thợ hồ, khiến nhiều người xôn xao. Mọi người kể rằng Nam đã chết và được khâm liệm. Nhưng hai ngày sau, bỗng dưng nắp quan tài bật ra và anh tỉnh dậy. Anh Nam kể lại, ngày 29 tháng 3 khi đang sơn cửa cho một ngôi nhà ở tầng 3 trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thì bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng. Ngày 4 tháng 4 khi nhận thấy khả năng sống của con gái quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ, gia đình đã đưa anh Nam về quê. Vào 23 giờ, anh về nhà trong tình trạng ý thức được những gì diễn ra xung quanh, nhưng sức khỏe tiếp tục xấu đi. Đến 10 giờ 45 phút sáng ngày 5 tháng 4, anh Nam bỗng dưng ngồi bật dậy trong sự kinh ngạc của gia đình và người thân. Rồi bước xuống giường, đi đốt nhang trên tất cả các bàn thờ trong nhà. Các bạn có cảm nhận gì về vụ việc trên? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật những vụ án mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.